Hello. Dạ. Rồi, nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Rồi bên mặt này... bác như gà mái bắt đầu đẻ trứng. Không phải tại vì bởi vì ra ngoài mà nó lạnh quá, cái da mặt mình nó đỏ lên, nó lạnh quá. Rồi sao con có chuyện gì hỏi không? Ở bên này thì bên bác nó lạnh lắm, để tôi cho mày coi để mày ấy nha. Ây da, từ từ. Ồ, Noel được. Mày coi tuyết nó ngập nhà nè, nó vô tới cửa luôn nè. Mày thấy tuyết không? Tuyết nhà bác. Ừ. Ngay cửa ra vô mọi chỗ tao đi hút thuốc nè. Bữa đây nè, tuyết nè, thấy chưa? Thấy chưa, cả là điều tô bác đâu. Không, đó là cái nhà cũ, đó là cái nhà cũ, còn cái là nhà mới. Cái nhà cũ thì cho thuê rồi, còn cái nhà mới đó. Có nghĩa là bây giờ tao mới ra tôi hút thuốc mà lạnh quá cũng được, cái chạy vô hút điếu thuốc xong chạy vô thì mặt nó đỏ lên nó. Con cứ tưởng bác vừa đi tán bà mới. Rồi bớt rõ rồi phải không? Rồi ok, vụ gì? Rồi sao? Vụ gì, muốn hỏi gì không? Thì nói chút về Giáng sinh ha. Về Giáng sinh đi. Rồi, Giáng sinh đối với ai không biết, mà gia đình tao thì tao không có đón, nhưng mà mấy đứa nhỏ thì nó đón. Nói sao cho hiểu ta, có nghĩa là gia đình bác có đạo thật, nhưng mà nhà không có đón Giáng sinh, lâu lắm rồi không có đón Giáng sinh. Bởi vì ở đây mình nói nó máy móc một chút xíu đi, nhiều khi nói thì chạnh lòng cho mình nó khổ. Cái ở đây những cái dịp Giáng sinh, Thanksgiving, New Year là những cái dịp mà nước Mỹ này nó bán hàng. Nói một cách nôm na, nó lợi dụng cái ngày của Đức Giêsu Christ mà ra đời hai cái gì bất kể, là nó làm dùng để mà nó làm, mà nó bán hàng thôi. Mà nói như vậy thì nó có vẻ kỳ quá ha, nhưng mà có thực tế là vậy. Chủ yếu là thằng Mỹ này là kinh tế mà, nó lợi dụng. Bây giờ nó không có một cái cớ gì đó thì chắc chắn là người ta lại không có ăn mừng và người ta không đi mua hàng. Nó chủ yếu về kinh tế con. Thậm chí sau này nó còn làm thêm một cái ngày nữa gọi là Black Friday đó. Con biết cái ngày đó không? Cái ngày đó bây giờ đi Việt Nam mình có đó, có cái đó nó dựng lên, có nghĩa là nó tạo ra một cái gì đó. Con hiểu không? Nó tạo ra một cái gì đó để chỉ cái ngày đó để nó bán hàng được. Có nghĩa là nó chủ yếu là kinh tế là trên hết. Mà nói vậy thì đôi lúc là mình xâm phạm, mình xúc phạm đến cái đạo tôn giáo, nhưng mà không phải vậy. Cái đó tao không có cái ý vậy, nhưng mà có cái điều là đa số những cái ngày lễ lộc bên Mỹ này, nó là người dân bình thường. Năm nay mùa dịch thì nó vắng lắm, không có ai đâu, đi nhà thờ cũng vắng hoe, không có ai ra đường mà cũng không ai đi nhà thờ. Nói chung là coi như Noel năm nay nước Mỹ là coi như là tiêu điều, tan tành xíu bách hết. Người ta sợ chết mẹ luôn, ra nhà thờ cũng đóng cửa, cho nên tất cả mỗi cái nó một cái là sinh hoạt cộng đồng mà có tính cách là nhiều người là đều bị cấm, bởi vì dịch nó đang lan tràn. Mà nước Mỹ hiện giờ là nhất thế giới rồi, các con cũng biết rồi. Nó không cần phải giải thích. Thì ra năm nay ở Giáng sinh của Mỹ này hầu như là bị coi như là nát bét và tan hoang. Tức rồi tự nhiên mình mới hỏi là một cái điều, đôi lúc tao cũng cắt cớ lắm, già mất dịch lắm, cho nên ra hồi nhiều khi hỏi mắc cái nếu mà Chúa mà thánh thần mà linh nghiệm như theo những lời truyền thuyết vậy sao chết dữ vậy trời. Mùa Giáng sinh rồi luôn mà đi khi ở trong nhà thờ cũng chết nhiều quá, Chúa ở đâu không hiện thân ra để mà cứu. Thậm chí ở nước Mỹ thì ta còn không nói, nước ở Rome, tức là cái nơi ở Đức Giáo Hoàng, ở Đức Thánh Cha ở đó, rồi giáo dân thì không tính, mà tính đội linh mục không, sao Chúa đâu không đỡ mà sao chết như qué, ta cũng không hiểu nổi. Thế mà cũng có nhiều người. Thôi mình nói rộng ra thì nó kỳ quá, mình xúc phạm, hoặc là nhiều khi ta không hiểu mình, ta nói mình là xúc phạm tôn giáo rồi, coi nó kỳ lắm. Tao ngồi ở trong rồi, bởi vì nhà tao đó là rõ ràng nhà có đạo, nhưng mà tao không có trang hoàng, không có gì hết trơn á, mệt lắm. Nhưng mà trưa nay lại phải đi phát bao thơ, khổ lắm, làm lớn làm láo, lại phát bao thơ cho mấy đứa con, ba đứa thì ba đó, cháu ngoại tùm lum tùm la bao thơ, trong này là tiền, khổ, làm lớn làm láo, mệt quá. Thì có cái này hay nè, Ở trong hãng, của vợ bác, của bác gái thì nó phát một bớ giấy, nhưng mà cái giấy thì nó hay lắm. Đây cái giấy này. Cái giấy này nó gọi là test Covid nhanh. Nó phát về, thí dụ như sáng sớm ngủ dậy mà muốn đi làm á, là mình trong này nó có 4 cái điểm. Đây là tờ cũ bác xài rồi, nó 4 cái điểm từ 1, 2, 3, 4. Lấy cái đồ cào cái này ra để rồi mũi hửi. Mà nếu mà không có nhận diện bất cứ một mùi nào thì nghỉ ở nhà. Tất nhiên là nó hiểu rằng khi mà virus Covid đánh vào con người ta bị nhiễm Covid á, thì cái khứu giác mình nó không còn hoạt động được nữa, có nghĩa là không đánh mùi, không nghe mùi được nữa. Giờ cái này cũ tao xài rồi tao bỏ, tao lấy cái mới tao thí nghiệm. Đây là tờ, đây nè, đây tao buộc sắp được, nó phát tới 30 tờ lận. Có nghĩa là hay lắm mày. Cái này cũng làm tụi Mỹ đó, làm cái này nè. Bác các bạn ơi, con nghĩ là ở chỗ tiệm ban bác tuyết dây đến 5-60 phân này, không cần sử dụng đến cái đồ đấy vẫn vượt qua được mùa Covid. Không mày ơi, đủ mà mày không hiểu là Covid á, càng lạnh chừng nào nó càng sống dai nhiều đó, rồi nó tấn công mùa cúm. Mùa này là mùa cúm, mà ở trong cái nước Mỹ này á là coi như là mùa cúm. Mà ngày nào mà tháng đông, mùa đông là mùa cúm nó là càng nổi dậy nhiều hơn. Đây, thấy chưa, đây là tờ mới. Đây là số 1, để tao cào số 1 của tao hửi coi có gì hôm này. Hãy hửi mà có đánh giá hửi. Hửi lên bác này đi viện nha, gọi y tế. Trời ơi, thấy hửi cái mùi xà bông, cái mùi xà bông. Rồi, tất nhiên là khi mà có đánh mùi được, mày cái khứu giác mày đánh mùi được thì cái mày không bị nhiễm Covid, mà mày không đánh mùi gì được cả thì mày đã bị nhiễm Covid. Ừ, hay thiệt. Kìa mẹ nó, tao như vậy là chứng tỏ là ngày hôm nay tao không bị nhiễm. Đó. Còn có cái mẹ Yến ấy, nó hỏi bác là con bị xoang, con hửi mùi đấy, nó Covid nó cũng đánh được mùi mũi con này, làm thế nào bác? Bác cái gì? Có nghĩa là cái giới khoa học của nó mới tính vậy là cái khi Covid nó tấn công con người à, đầu tiên nhất là cái khứu giác mình không nhận được mùi vị, nghĩa là không nhận được cái mùi vị. Thành ra cái này nó test nhanh tức là phát về bả, cái hãng của bả phát về đây để bữa nào mà bả test cua bên này á mà bả không nhận được mùi gì cả thì bả hay nên đăng ký đi bệnh viện hay là đi test thực sự của cái Covid thế thôi. Cái này là test nhanh đây chi, nếu mà không cái gì thì không, đừng đi làm, nếu mà đi làm vô bị đây người ta của hãng nó phát đó thôi. Thì cái này bác thấy hay. Thế như cháu gái của bác ấy, cái con Hoàng Yến, em gái của cháu là cháu bị xoang nặng nên cháu không ngửi thấy mùi gì, chả phải Covid à? Người ta bậy bạ, xoang cỡ nào xoang chứ vẫn đánh mùi được mà, khứu giác vẫn hoạt động, nhưng mặt bị xoang nặng, bị sổ mũi cái vẫn đánh mùi được, mà đừng có tào lao. Rồi mà còn ở đây là không biết cái khứu giác không có đánh mùi được, tất nhiên là bị thế thôi. Mà cái chuyện bỏ đi tao thấy tại cái này nó mới trên thấy là lạ nên tao phổ biến cho tụi mày biết vậy thôi. Ừ thì ok. Nói chung thì cái mùa Noel năm nay nước Mỹ tan hoang, và mình chỉ chúc nhau qua những cái lời nói rồi những cái thiệp thì thôi, chứ thực chất không gặp mặt nhau được, rồi không có sum họp nhau được.